Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, tính đến 6 giờ sáng ngày 21 tháng 9, trên thế giới có 31,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 964.000 ca tử vong. Còn tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay cũng đã 19 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Tổng số ca mắc vẫn đang là 1.068 ca. Ngày 20 tháng 9, thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết là bệnh nhân số 972 đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, thì sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, ngày 1 tháng 9, bệnh nhân 972 được ra viện và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Từ ngày 1 tháng 9, thì bệnh nhân này vẫn tự cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm những người trong gia đình âm tính lần 1. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó thì sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến lương hưu cũng như là việc nghỉ hưu của người lao động. Tính từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam, đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đồng thời, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được tính là 19 năm, tăng 1 năm so với năm 2020. Bên cạnh đó, từ năm 2021, người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61 đến dưới 81%, có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu và trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có độ tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, quá nửa đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3,7 triệu lượt, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh hưởng vì dịch COVID-19, tính đến tháng 6 vừa qua, đã có 148 doanh nghiệp lữ hành xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Dự báo từ nay đến cuối năm, số lượng doanh nghiệp đóng cửa vì khó khăn do dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp lớn chỉ bố trí khoảng 30% nhân sự trực tại công ty, số còn lại nghỉ không hưởng lương hoặc hưởng mức lương giảm đến 80%. Công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú chỉ đạt khoảng 20%, giảm mạnh so với công suất trung bình năm trước là 52%. Nhiều cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt là cơ sở du lịch cao cấp phục vụ khách quốc tế vẫn tiếp tục đóng cửa. Trước thực tế này, thì ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản trình Thủ tướng đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trước bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú hiện hoạt động cầm chừng, phải cho nhân viên nghỉ việc, chỉ duy trì số ít nhân sự để bảo đảm trang thiết bị. Đặc biệt, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể có lãi, nên chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị quyết của chính phủ hầu như không có tác dụng. Do đó, Bộ đề xuất Thủ tướng xem xét giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2020 và 2021, đồng thời điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú ngang bằng với giá điện sản xuất trong năm nay và những năm tiếp theo. Mặt khác, cơ quan này đề nghị có chính sách lùi thời gian trả lãi suất đến tháng 12 năm 2021, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ về tài khoá và tín dụng hiện nay. Bộ Công Thương cho hay ngành da giày sẽ khó đạt được mục tiêu xuất khẩu 24 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, tháng 8 vừa qua, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 2,9% so với tháng 7, nhưng giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 8 tháng giảm 4,3%, kim ngạch xuất khẩu giày dép 8 tháng chỉ đạt 10,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, những thị trường tiêu thụ giày dép hàng đầu của Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Đức đều giảm nhập khẩu so với tháng 7. Trước hàng loạt khó khăn, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 24 tỷ đô la Mỹ trong năm nay của toàn ngành sẽ rất khó đạt được. Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện trình chính phủ dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng trong tháng 10 năm nay. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Thủ tướng dự thảo quyết định về thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán các dịch vụ hàng hóa có giá trị nhỏ, mobile money, đồng thời hoàn thiện trình chính phủ dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm hoạt động công nghệ tài chính fintech trong lĩnh vực ngân hàng trong tháng 10 tới đây. Tại Việt Nam, các hoạt động như fintech, cho vay ngang hàng P2P lending, mô hình thanh toán mới, chuyển tiền xuyên biên giới đều chưa có quy định cụ thể về pháp lý để điều chỉnh. Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian thử nghiệm các giải pháp fintech sẽ từ 1 đến 2 năm tùy từng giải pháp và lĩnh vực cụ thể, tính từ thời điểm được Thủ tướng chấp thuận thử nghiệm.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 về thời gian phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 còn lại chưa được giao chi tiết cho từng dự án, chính phủ thống nhất thời hạn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Theo báo cáo chuyên đề của CBRE Việt Nam về sự hình thành thành phố phía Đông, thị trường nhà ở tại khu vực này sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng nguồn cung cũng như về giá trong thời gian tới. Trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2020, giá bán căn hộ cao cấp trên thị trường sơ cấp tại quận 2 tăng trung bình 7,3% mỗi năm, vượt ngưỡng mức tăng trung bình của toàn thị trường và vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai. Từ năm 2018, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể khi tuyến metro dần hoàn thiện, với mức giá chào bán lại cao hơn 25-75% so với giá bán thời điểm ban đầu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất 64% trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong 8 tháng của Việt Nam với thị trường này đạt xấp xỉ 216 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp theo là các thị trường châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi. Thưa quý vị, dù đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tăng tốc trở lại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tháng cuối năm. Không chỉ vậy thì việc đẩy mạnh giao thương với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng đang được xúc tiến trở lại. Điển hình là giao thương Việt Nam Thái Lan. Ghi nhận của phóng viên VTV tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hội chợ xúc tiến thương mại hàng tiêu dùng Thái Lan Việt Nam do Văn phòng Thương vụ Thái Lan tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 17 tháng 9 năm 2020. Sau khi thành phố này thông qua quyết định 3432 ngày 7 tháng 9 năm 2020 về việc cho phép các hoạt động hội chợ, sự kiện tập trung đông người tổ chức trở lại sau dịch. Có thể nói đây là dịp để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống sau thời gian dài gồng mình với dịch bệnh. Tuy trong bối cảnh môi trường mới của COVID-19, nhưng tôi vui mừng nhận thấy rằng Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch và quan hệ kinh tế Việt Nam-Thái Lan vẫn bền vững mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm, các nhà đầu tư Thái đã tiếp tục đầu tư 1,58 tỷ đô la vào Việt Nam và hướng tới mục tiêu 20 tỷ đô mà chính phủ hai nước đã đặt ra. Và thời điểm này cũng là lúc các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh đưa các sản phẩm của mình đến người tiêu dùng Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp cũng cho biết họ bắt đầu phục hồi sản xuất kinh doanh từ cách đây nhiều tháng. Ngay cả trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn ra, các doanh nghiệp vẫn luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng, đặc biệt đảm bảo được hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân bằng cả kênh truyền thống và trực tuyến. Không chỉ giới thiệu các sản phẩm về dịch vụ, du lịch, mà tại chương trình giao thương lần này, nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, các sản phẩm phục vụ đời sống và đặc sản địa phương của nhiều nơi tại quốc gia láng giềng Thái Lan cũng được đưa đến người tiêu dùng. Duy trì cái tính liên tục trong kinh doanh và để duy trì cái tính ổn định đó thì chúng tôi cần phải tiếp cận với khách hàng bằng cả hai kênh là kênh online và duy trì cái kênh truyền thống. Và chúng tôi đặt ba cái giá trị cốt lõi. Thứ nhất là chúng tôi tập trung vào khách hàng customer centric. Thứ hai, chúng tôi hướng đến cái sự đồng hành cùng phát triển cùng với các đối tác chúng tôi, collaboration. Và cuối cùng, chúng tôi phát huy những cái tinh thần tự làm chủ của toàn bộ mọi người, từ nhân viên cũng như là tất cả các đối tác của SCG. Chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho cả khách hàng B2B và B2C. Và trong cái suốt thời gian vừa rồi thì cái điều mà chúng tôi luôn luôn tập trung vào đó là tìm kiếm những cái nguồn hàng với chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất để làm sao đảm bảo cung ứng tới thị trường và đặc biệt là cho đầy đủ cung ứng tới người dân trong cái thời kỳ Covid vừa rồi. Cái thứ hai nữa là vừa kinh doanh để đảm bảo được cái cung ứng cho khách hàng, còn đảm bảo được cái an toàn cho nhân viên và cho khách hàng. Ngoài những cái kênh thương mại truyền thống thì công ty chúng tôi cũng đầu tư vào phát triển những kênh thương mại điện tử để hướng tới những cái nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai. Có thể thấy hiện nay các hoạt động kinh tế, xúc tiến thương mại đã dần quay lại sau thời gian dài tạm lắng bởi dịch Covid. Từ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đều tập trung đẩy mạnh hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh để phục hồi nhanh nhất sau dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia đã nhận định để các hoạt động kinh tế được phục hồi và phát triển thì cần cả thời gian và sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của nhiều bên, nhiều phía. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thì trong tổng số 108 dự án có tranh chấp thì có 11 dự án, tức là chiếm khoảng 10% liên quan tới chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân. Dữ liệu báo cáo gần đây nhất của thành phố Hà Nội cho biết là vẫn còn 29.071 căn hộ
trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạm thời chưa được giải quyết việc cấp giấy chứng nhận. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định giao Ban Quản lý Dự án 2 tiến hành tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Ban Quản lý Dự án 2 sẽ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với mục tiêu gồm việc hình thành vành đai đồng bộ, liên tục nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa các địa phương trong vùng thủ đô, giảm tải cho hệ thống giao thông hướng tâm của thủ đô Hà Nội, kết nối mạng lưới giao thông vùng, mạng lưới giao thông quốc gia, nâng cao hiệu quả của các tuyến cao tốc đang triển khai trong vùng thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Metro số 5 tuyến Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Trong đó thì đề xuất chi hơn 65.000 tỷ đồng để xây dựng dự án này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng thống nhất phương án trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn tuyến trong một giai đoạn và điều chỉnh số lượng ga trên tuyến từ 17 lên 21 ga và mong muốn được đầu tư tuyến đường sắt này bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, áp dụng thí điểm thực hiện theo hình thức đối tác thực hiện dự án PDP. Tuyến Metro số 5 đi qua 7 quận huyện: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất là tuyến đường sắt đô thị theo tiêu chuẩn đường đôi, điện khí hóa gồm 6,5 km đi ngầm, 2 km đi trên cao và 29,93 km đi trên mặt đất. Dự án bắt đầu tại khu vực Văn Cao giao với đường Hoàng Hóa Thám. Theo quyết định số 22 năm 2020, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc là hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức là trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020. Để được áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người thuê đất phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Căn cứ vào hồ sơ, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm, ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất. Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, đất tại khu định cư phục vụ các hộ nhường đất để xây dựng sân bay Long Thành được định giá theo các tuyến đường. Đối với loại đường rộng 45m và 48m, giá đất là 6 triệu đồng một mét vuông. Loại đường 32 và 33m, giá đất gần 4,9 triệu đồng một mét vuông. Loại đường rộng từ 24m đến 26m có giá hơn 3,7 triệu đồng một mét vuông. Và loại đường từ hơn 11m đến 17m giá 3 triệu đồng một mét vuông. Đơn giá trên dựa theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án khu dân cư tái định cư Lộc An - Bình Sơn và chưa bao gồm tiền phí sử dụng hạ tầng. Theo tính toán, sau khi nhận đất, người dân sẽ cần khoảng 3 đến 4 tháng để hoàn thành xây dựng nhà cửa. Như vậy, đến cuối năm 2020, cơ bản người dân có đất bị thu hồi sẽ bắt đầu chuyển đến nơi ở mới tại khu tái định cư này. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với thông tin về hoạt động của một số địa phương. Sáng ngày 19 tháng 9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đã chính thức khánh thành toàn bộ nút giao thông An Sương sau 18 năm thi công. Dự án có quy mô 3 tầng, với tầng hầm gồm 2 đường hầm cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Chinh qua quốc lộ 22 và ngược lại. Tầng trên mặt đất gồm nút giao với đảo tròn trung tâm, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu. Tầng trên cùng là cầu vượt cho xe lưu thông theo hướng quốc lộ 1. Nút giao 3 tầng tại cửa ngõ Tây Bắc này trong 6 dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển có tổng chiều dài gần 65,6 km và đi qua 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Đáng chú ý, dự án có tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương là 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 1.655 tỷ đồng. Tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Nam Định được thiết kế với vận tốc 80 km/h, hai làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m, quy mô đường cấp 3 đồng bằng. Dự kiến mặt bằng phục vụ thi công sẽ được bàn giao trước tháng 4 năm 2021.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo quyết định, tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển về du lịch, dịch vụ chất lượng cao, có nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh và là tỉnh phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, quy hoạch phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành, các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chương trình Hợp tin Việt Nam xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook của kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin được kính chào và hẹn gặp lại.